có biên độ lợi nhuận cao và kinh doanh được bền vững lâu dài với 6 ngành hàng sau. Đầu tiên đó là kinh doanh ăn uống, có thể là ăn sáng hoặc là ăn vặt, trà sữa, bánh kem. Và biên độ lợi nhuận của ngành hàng này từ 50 đến 100% và vốn bắt đầu có thể từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu. Và các anh chị phải để ý đến vấn đề là an toàn vệ sinh thực phẩm với ngành hàng này. Lĩnh vực thứ hai đó là kinh doanh văn phòng phẩm, nhà sách, quà lưu niệm, gấu bông, photo hoặc là in ấn và những cái dụng cụ về học tập. Thì biên độ lợi nhuận từ là 30% đến 100% với ngành hàng này và cái số vốn thì các anh chị có thể bắt đầu từ 100 triệu đến hàng tỷ đồng. Và mô hình thứ ba đó là kinh doanh đồ chơi trẻ em, xe đạp và xe đạp điện, dụng cụ thể thao. Thì biên độ lợi nhuận của ngành hàng này cũng cực kỳ tốt, nó dao động từ 50 đến 150% và vốn các anh chị có thể bắt đầu từ việc là khoảng 50 triệu đến vài tỷ đồng. Và mô hình thứ tư đó là các cái trung tâm học thêm, các anh chị có thể là kinh doanh các trung tâm về ngoại ngữ, giáo dục sớm, âm nhạc, hội họa, tin học và đồ họa. Thì với cái mô hình kinh doanh này các anh chị nghĩ là tôi phải là giáo viên thì mới kinh doanh được, thực tế không phải như vậy. Các anh chị có thể bắt đầu là mình là một cái giáo viên hoặc là các anh chị có thể hợp tác thuê các cái giáo viên giỏi khác về với trung tâm của các anh chị và vốn đầu tư cho các trung tâm thì cũng chỉ bắt đầu vài chục triệu thì các anh chị có thể làm được với những cái trung tâm như thế này và biên độ lợi nhuận thì cũng cực kỳ tốt, nó dao động từ 50% đến khoảng là 100%. Và cái mô hình thứ năm đó là kinh doanh thời trang, quần áo trẻ em, giày dép, phụ kiện thời trang hoặc là in những cái áo hình cho các cái sự kiện của trường học hoặc của lớp. Và biên độ lợi nhuận thì nó cũng dao động được từ là 30 cho đến 100% và số vốn thì các anh chị có thể bắt đầu từ vài trăm triệu, 1-200 triệu gì đó là đã có thể làm được rồi. Và mô hình thứ 6 đó là sân bóng đá, phòng thể thao. Thì mô hình này đòi hỏi số vốn nó khá lớn, các anh chị phải có là khoảng tầm 300 triệu trở lên thì mới có thể xây dựng cái mô hình này và biên độ lợi nhuận của nó thì dao động từ 30 cho đến 100%. Và đây là 6 cái mô hình mà mang lại lợi nhuận cao cũng như là có thể kinh doanh được ổn định lâu dài ở khu vực trường học. Các anh chị cần hỗ trợ chi tiết hơn với 6 cái ngành hàng này thì các anh chị có thể để lại câu hỏi về nguồn hàng, về chiến lược bán hàng, về chiến lược làm marketing hoặc là cách quản lý thì các anh chị có thể để lại câu hỏi hoặc kết nối với Tài. Tài sẽ hỗ trợ các anh chị một cách chi tiết hơn và cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị với những nội dung tiếp theo. Hãy follow kênh để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích.